Tâm An xin được mến chào tất cả quý khán thính giả của kênh Audio Hải Ngoại. Và quý vị thân mến, hôm nay Tâm An lại rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tâm sự thầm kín. Và đến với Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một tâm sự có tựa đề Phóng túng làm liều một đêm cùng với Tâm An nhé. Tôi vừa xin nghỉ việc cách đây không lâu, hiện tại vẫn chưa kiếm được chỗ nào ưng ý. Sự nghiệp của tôi gần như là bị đóng băng. Chuyện kể ra thì chẳng ngắn mà cũng không quá dài, nhưng nó lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi là con một trong một nhà, thành ra được bố mẹ khá là chiều chuộng. Được cái tôi không vì thế mà sinh tật kiêu ngạo hay hống hách gì. Chỉ có điều tính tôi thích tự do, ghét bị gò bó. Bố mẹ biết như thế nên cũng không ép buộc tôi chuyện gì, chỉ ngoại trừ việc yêu đương với kết hôn là tôi hay bị bố mẹ dục lên dục xuống. Đến giờ tôi mới 25 tuổi, nhưng vẫn chưa trải qua một mối tình nào. Nói là không thích thì là không đúng. Chính xác hơn là tôi chưa tìm được ai đủ tin tưởng và gợi đủ cảm xúc để tôi phải thấy yêu đến chết đi sống lại. Tôi còn trẻ mà, nên cái gì tôi cũng muốn nhiệt huyết sôi trào thì mới được. Nhưng mẹ tôi lại vì chuyện này mà suốt ngày cằn nhằn tôi. Thậm chí nhiều khi còn nghe mấy lời nói kháy, nói đều của hàng xóm với họ hàng, rồi về đay nghiến tôi cái vụ tôi mãi mà chưa có người yêu. Nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng chẳng biết phải nói như thế nào với mẹ, nên tôi đành nhịn. Chắc là vì tôi cũng cứng đầu quá, nên không chỉ mẹ tôi mà bạn bè tôi cũng bám riết không buông tha. Xui tôi đi tìm bạn trai đi, đừng có để thanh xuân trống vắng rồi sau này lại hối tiếc. Mặc dù là kiểu người tự do, nhưng tôi vẫn biết chừng mực và giới hạn của mình. Tôi cũng hay lui tới ba bước vài lần, nhưng tất cả đều là ăn chơi đàn đúm cùng với lũ bạn, chứ chưa hề có ý định giao lưu hay tiếp xúc với những người lạ khác. Hôm đó, chẳng biết trời rui rủi thế nào mà tôi lại gặp được anh. Tôi không biết một tí gì về anh ngoài cái tên. Thế là tối hôm đấy, tôi vừa nghỉ việc ở chỗ cũ, vừa đậu được phỏng vấn ở chỗ mới. Thế nên tôi rủ dê đám bạn đi nhậu một chút để ăn mừng. Nào ngờ cả đám không những không chúc tụng tôi, mà còn thi nhau trêu chọc tôi là cái đồ chưa có bồ, mà lại còn thất nghiệp. Tôi biết là mọi người chỉ có đùa thôi. Nhưng mà đùa thì tôi đâm ra tôi bực mình. Tôi quyết định sẽ vượt giới hạn của mình. Tôi chơi lớn một lần cho chúng nó biết mặt. Sau đó tôi gặp được anh. Nói chuyện cùng nhau vài câu, tôi thấy cũng hợp ý với tôi. Tôi và anh vừa nói chuyện vừa mới uống bia cùng với nhau. Cuối cùng thì chẳng biết là tôi hay là anh bị say, hoặc là cả hai đều say. Sau đó thì chuyện gì cũng đến, tôi và anh đã ngủ với nhau. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, tôi thấy hối hận vì những chuyện phóng túng quá đà như thế. Tôi chẳng có tình cảm gì với người ta mà cũng ngủ với anh như đúng rồi. Một lát sau anh cũng tỉnh dậy. Tôi liền nói với anh. Này, đây chỉ là tình một đêm thôi. Đừng có để ý quá nhiều. Thế rồi anh cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của tôi. Và tôi cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của anh ta. Tôi rời đi ngay lập tức. Những tưởng thế là xong. Nhưng hình như duyên phận của chúng tôi chưa kết thúc ở đấy. Vì ngay ngày hôm sau, tôi gặp lại anh ta trong phòng phỏng vấn của công ty mới. Với cương vị là người ứng tuyển cùng với người quản lý nhân sự. Tôi há hốc mồm, không biết phải làm như thế nào. Anh ta thì vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn bảo với tôi là cô trả lời rất tốt. Tôi hú hồn, nghĩ rằng anh ta sẽ việc nào ra việc nấy, công tư phân minh. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Anh ta hỏi tôi một câu làm tôi chết điếng người. Anh ấy bất ngờ bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm người tình của tôi. Tức là không cần yêu đương, chỉ cần quan hệ chăn gối là đủ. Làm sao tôi có thể đồng ý với yêu cầu đó được? Tôi tá hỏa, chưa biết phải nói lại như thế nào. Thì anh ta lại bảo với tôi. Em cứ từ từ mà suy nghĩ, trả lời tôi sau cũng được. Ngay lúc ấy tôi liền từ chối. Thậm chí tôi chấp nhận việc mình sẽ không được nhận vào đây làm. Chỉ cần không gặp anh ta là sẽ được. Nhưng đâu phải dễ dàng. Anh ta đeo bám tôi không tha. Rốt cuộc anh ta thích điều gì ở tôi mà cứ bám riết thế không biết. Đã vậy lại còn không yêu đương gì, chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt.
Thế là từ hôm đấy đến bây giờ, anh không nhắn tin khủng bố điện thoại tôi thì cũng tìm đến nhà tôi. Tôi tắt máy, tôi khóa cổng, chặn đủ mọi đường, thì anh sẽ chờ tôi ở đầu ngõ. Tôi thậm chí còn không ra đường được, chứ đừng nói đến đi xin việc ở đâu nữa. Tôi phải làm thế nào để cắt đứt mối quan hệ kỳ lạ này bây giờ? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Vâng, quý vị thân mến, Tâm An vừa đưa cho quý vị một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Và tâm sự này thì khiến cho Tâm An cảm thấy là giới trẻ bây giờ thật sự là quá phóng túng. Có thể gặp gỡ một người và lên giường với người đó chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nói chuyện với nhau. Thật sự là rất đáng sợ và Tâm An không biết phải đưa ra một lời khuyên nào. Nếu như anh ta không muốn anh ta làm phiền mình nữa thì có thể là báo công an tội quấy rối, tội làm phiền cá nhân. Mà chẳng hiểu vì sao mà anh ta lại biết nhà của cô bạn này và đến nhà để làm phiền nhỉ? Đấy là một câu hỏi rất khó trả lời. Còn quý vị có những cái ý kiến, những cái đóng góp như thế nào dành cho tâm sự ngày hôm nay thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng đọc với nhé. Còn ngay bây giờ thì Tâm An xin mời quý vị cùng đến với tâm sự thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Và tâm sự thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị có tựa đề: Một lần đi công tác ở tỉnh về, tôi đã nhận được một tin sét đánh từ một người phụ nữ. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết tâm sự này nhé. Tôi và chồng yêu nhau ngay từ năm đầu ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, tôi được xin việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế là chúng tôi liền tổ chức đám cưới ngay sau đấy. Nhà hai đứa đều là người ngoại tỉnh, nên chúng tôi phải thuê trọ. Tuy đã cưới nhau, nhưng chúng tôi quyết định chưa vội sinh con, vì cần phải dành dụm tiền để mua nhà. Khu nhà trọ chúng tôi ở gồm hai dãy phòng. Người thuê chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ với nhau. Đa số họ đều đi làm sáng và tối mới về. Đối diện phòng tôi là phòng của một đôi vợ chồng quê ở Trà Vinh. Cô vợ là công nhân may xí nghiệp, còn anh chồng là làm bảo vệ ở một nhà hàng. Do vậy công việc của cô vợ chỉ theo giờ hành chính, còn anh chồng phải thay ca làm cả buổi tối đến khuya mới về. Giờ giấc làm việc của vợ chồng tôi cũng vậy, nhưng mà ngược lại, chồng làm theo giờ hành chính, còn tôi thì thường phải thông tầm. Vì chồng phụ trách kỹ thuật tại tổ cơ khí, tôi lại làm một bộ phận giao tiếp khách hàng. Tôi không chỉ phải chiêu đãi khách hàng vào buổi tối, mà còn phải công tác các tỉnh, có khi đi vài ngày, có lúc đi cả tuần, cả tháng. Và điều này đã tạo cơ hội cho chồng tôi gây nên tội. Một lần đi công tác ở tỉnh về, tôi đã nhận được một tin sét đánh từ một người phụ nữ hàng xóm, chính xác hơn là từ bà chủ nhà, khu nhà trọ tôi đang ở. Bà cho tôi biết, đã hai lần tình cờ bắt gặp chồng tôi và cô công nhân phòng đối diện ôm nhau tại phòng cô ta. Bà xác định, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng chồng tôi và cô ta đã ngoại tình. Bà thông báo để tôi biết, mà tìm cách giải quyết. Tôi thật đau buồn và thất vọng về chồng tôi. Nhưng tôi chưa vội lên tiếng. Tôi muốn có chứng cứ rõ ràng để chồng tôi không thể chối cãi. Tôi bèn nghĩ ra kế. Tôi thông báo cho chồng của cô ta biết tin luôn, rồi rủ anh ta cùng tìm cách bắt quả tang hai người kia. Vậy là tôi và chồng cô ta cùng theo dõi những cặp khi gian phu dâm phụ kia vắng nhà cùng một lúc. Và kết quả thật là trớ trêu, là tôi và chồng cô ta chưa nhìn thấy được tận mắt cảnh gian díu của hai người kia, thì chồng tôi đã phát hiện ra chuyện tư tình của tôi và chồng cô ta. Chồng tôi tình cờ bắt gặp tôi và anh chồng công nhân kia tay trong tay đi ra từ một nhà nghỉ. Thế là không chối cãi được gì. Tôi đành lật bài ngửa luôn với chồng, rằng chính tôi và anh công nhân kia cùng theo dõi anh và cô vợ anh ta. Thế là do lửa gần rơm nên chúng tôi... Lúc đầu chồng tôi còn chối lanh quanh, nhưng rồi anh ta cũng thừa nhận chuyện ngoại tình của mình với cô công nhân kia. Kết cục, ba chúng tôi cùng thỏa thuận, mỗi người trở về đúng vị trí, trách nhiệm của mình, bỏ qua hết lỗi lầm cho nhau, bởi vì ai cũng có lỗi. Chuyện vừa qua có thể coi như một phút sao lòng, một chút say nắng khi vợ vắng nhà, chồng vắng mặt của cả hai gia đình. Chồng tôi phải tự cắt đứt mối quan hệ tình cảm với cô công nhân kia, nhưng không cho cô ta biết chuyện giữa ba chúng tôi, vì hiện tại cô ta chưa biết gì.
Sự việc xảy ra cách đây đã gần 3 tháng. Tôi và chồng tôi không ai nhắc lại chuyện cũ. Tôi giữ đúng lời hứa với chồng, không còn qua lại với anh công nhân kia. Và chắc chắn chồng tôi cũng vậy. Song vợ chồng chúng tôi sống với nhau có vẻ gượng gạo, không còn vui vẻ mặn mà như trước kia. Và dĩ nhiên, chuyện chăn gối cũng rất ít, có khi chỉ là bổn phận. Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, liệu tôi và chồng tôi có thể trở lại cuộc sống vợ chồng bình thường như trước đây, hay chúng tôi phải ly hôn, trong khi chúng tôi mới cưới nhau chưa được 2 năm. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Vâng, quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị một tâm sự thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe cái tâm sự này, thì thực sự Tâm An cảm thấy cái câu mà ông ăn trả bà ăn em, nó quá đúng với cái thời đại 4.0 của chúng ta bây giờ. Tình yêu vun vén trong một gia đình mà họ cảm thấy như là một trò đùa vậy. Họ xem hôn nhân là cái gì mà họ lại có thể đối xử với nhau như thế. Những cái lúc như vậy họ không nghĩ rằng là vợ của mình và chồng của mình có bị tổn thương không? Bây giờ chúng ta lại làm tổn thương cho cả 4 người như thế. Và thật sự là Tâm An không biết phải nói gì hơn. Tại sao họ bây giờ hôn nhân là gắn kết của một gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Họ phải vun vén, họ phải tưới hoa, tưới cây để vun vén tất cả mọi thứ. Nhưng mà những người ở trong cái câu chuyện này, họ lúc nào họ ích kỷ, nghĩ cho bản thân họ thôi. Công việc, mỗi người một công việc nhưng lại không biết san sẻ cho nhau, chia sẻ cho nhau. Mà lại cứ tìm cách để làm tổn thương nhau như thế. Cái câu chuyện này đúng là thực tế của những cặp vợ chồng làm công nhân ở bây giờ. Và Tâm An nghĩ là nếu như mà bạn muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thì bạn phải nói rõ với chồng mình, đưa ra một hướng quyết định. Không biết là bạn và chồng của bạn đã có chuyển nhà chưa? Chuyển khỏi cái xóm trọ đấy chưa? Hay là vẫn ở đấy, rồi hàng ngày đối diện với cặp vợ chồng kia? Thì thật sự là không biết phải làm như thế nào. Liệu có thể thay đổi được tình cảm ở trong lòng của anh chồng hay không? Đôi khi trong cuộc sống, tình dục nó cũng khiến cho vợ chồng, cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa hơn. Và hai người lại cũng không gần gũi nhau, có khi là chỉ là bổn phận. Thế thì Tâm An nghĩ là thôi được rồi, bây giờ chúng ta chưa có con, chưa có ràng buộc về con cái, thì có thể là ly hôn được rồi. Bởi vì mới cưới được 2 năm mà đã ngoại tình rồi, mà ông ăn trả bà ăn em luôn, thì kết thúc của câu chuyện này chắc chắn là rất đau lòng. Mọi người đang tự tổn thương cái trái tim của mình, và cuộc hôn nhân này chắc chắn là sẽ không bền lâu. Đấy là lời khuyên của Tâm An dành cho các bạn. Còn quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị cùng đồng tình với ý kiến của Tâm An, hoặc là quý vị không đồng tình với ý kiến của Tâm An, thì quý vị hãy dành một chút thời gian comment ở dưới video này nhé. Tâm An rất là vui nếu như nhận được phản hồi từ tất cả quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đến đây là kết thúc rồi. Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị và chúc quý vị có một buổi tối ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.